4 lần giảm lãi suất điều hành. Lãi suất cho vay mới đã giảm khoảng 1,3% so với cuối năm 2022. Nhiều nỗ lực của ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, nhưng chưa đủ để thúc đẩy tín dụng. Giải pháp nào để kích thích nhu cầu vay vốn nửa cuối năm? Thưa quý vị, tiếp tục giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy vốn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng là chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với ngành ngân hàng trong hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Dư địa nào để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất mạnh tay hơn nữa? Cùng với dòng chảy tài chính ngày hôm nay thảo luận với khách mời trong tuần này. Chị Hoàng Thị Minh Huyền, chuyên gia kinh tế vĩ mô, công ty chứng khoán Bảo Việt BVSC, người đã có rất nhiều báo cáo, dữ liệu về kinh tế trong nước, quốc tế, đưa ra những mô hình dự báo tác động tới thị trường. Xin chào chị Huyền, cảm ơn chị đã dành thời gian đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta nói sâu hơn nữa câu chuyện này thì hãy cùng nhìn qua bức tranh hoạt động ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm cùng với biên tập viên Phương Nam. Một điểm nhấn mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhất, có thể nói là mặt bằng lãi suất đã giảm so với thời điểm cuối năm ngoái, đúng không ạ? Vâng, chính xác là như vậy. Và nếu các chị đi gửi tiền tiết kiệm vào cuối năm ngoái thì có thể cảm nhận rõ cái mức lãi suất này. Thời điểm đó thì có ngân hàng đã chào mời tiền gửi lên tới 11% cho kỳ hạn 6 tháng hoặc là 1 năm. Nhưng mà giờ đây thì cũng kỳ hạn này, lãi suất huy động của các ngân hàng đâu đó chỉ loanh quanh 7,5% là cao. Thậm chí là nhóm ngân hàng có vốn nhà nước còn giảm thấp hơn về 5% cho 6 tháng và 6,3% cho tiền gửi 1 năm. Và theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì đến cuối tháng 6, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới chỉ còn 5,8% một năm, tức là giảm 0,7% so với cuối năm 2022. Lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân thì cũng đã giảm về 8,6% một năm, tức là giảm khoảng 1,3% một năm so với cuối năm ngoái. Và trong nỗ lực mới nhất thông qua Hiệp hội Ngân hàng thì các ngân hàng thương mại cũng đã cam kết là giảm lãi suất thêm từ 1,5 đến 2% nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Và với những con số này thì không biết là chị Huyền, khách mời của chúng ta ngày hôm nay đánh giá như thế nào? Thực tế thì chúng tôi cũng đang nhận thấy là cái sự hạ tốc của lãi suất huy động, cả lãi suất cho vay thì cũng đều đang diễn biến rất là tích cực ở thời điểm hiện tại. Và đấy thì chúng tôi cũng đánh giá rất là một cái tiền đề rất là quan trọng để cho có thể hỗ trợ cho cái sự tăng trưởng kinh tế, phục hồi kinh tế trong nửa sau của năm 2023. Từ đầu năm cho tới nay thì chúng ta đã thực hiện tới 4 lần giảm lãi suất điều hành. Và chúng tôi cũng đánh giá là với cái việc mà giảm lãi suất điều hành rất là nhanh và sớm như vậy thì nó cũng đã tạo ra những cái sự hỗ trợ đối với nền kinh tế. Thì trên thực tế thì sau những cái lần giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước thì Ngân hàng Thương mại cũng đã nhanh chóng giảm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Thì theo cái tổng hợp của chúng tôi, cái mặt bằng của lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng thì cũng đã giảm hơn 1% so với cuối năm 2022 rồi. Và thậm chí thì tới thời điểm này, các cái mặt bằng lãi suất này thì cũng đều thấp hơn so với mặt bằng trước dịch Covid-19. Chị cũng vừa nhắc đến câu chuyện giảm lãi suất cho vay và giảm lãi suất huy động, nhưng mà trong cái quá trình mà chúng tôi trao đổi với các doanh nghiệp thì họ phản ánh là cái lãi suất, tốc độ giảm lãi suất cho vay đang chậm hơn với cái tốc độ giảm lãi suất huy động. Chị định sao về cái ý kiến này? Để giải thích về cái vấn đề này thì chúng ta cần phải nhìn lại cách xác định cái lãi suất cho vay. Thì một số các ngân hàng thì có cái cơ chế xác định lãi suất cho vay là bằng lãi suất huy động cộng với một cái mức margin nhất định. Thì do đó mà khi mà lãi suất huy động giảm hoặc là biến động ấy thì nó cũng sẽ phản ánh vào lãi suất cho vay sau đấy, khi mà cái thời hạn lãi suất thay đổi diễn ra. Chính vì cái lý do đấy mà lãi suất huy động luôn luôn giảm trước hoặc là thay biến động trước so với lãi suất cho vay, và lãi suất cho vay thì sẽ mất một khoảng thời gian để có thể thay đổi sau lãi suất huy động. Nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi cũng có quan sát và khảo sát ở một số các cái chi nhánh của một số ngân hàng lớn, đặc biệt là các ngân hàng Big Four, thì cũng nhận thấy là ở trong cái giai đoạn các cái tháng đầu năm thì cái lãi suất cho vay bất động sản của một số các cái chi nhánh của một số ngân hàng ấy thì ở cái mức là 13-14%. Tuy nhiên thì tới thời điểm này khi mà chúng tôi khảo sát lại ở những chi nhánh đó thì cái mức lãi suất cho vay bất động sản đã giảm xuống chỉ còn 10%, thì nó cũng là một cái mức giảm khá là tích cực. Còn đối với cái việc giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới thì chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ còn giảm sâu hơn. Thì nếu trong trường hợp mà có giảm lãi suất điều hành thì cái mức giảm lãi suất điều hành sẽ ở trong cái khoảng 25-50 điểm. Vâng, theo những chia sẻ của chị thì rõ ràng là có cái độ trễ nhất định của lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Cụ thể ở đây thì độ trễ khoảng bao lâu? Cái độ trễ này thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái kỳ hạn của loại lãi suất. Thì ví dụ như là nếu như mình đang xác định lãi suất kỳ hạn 12 tháng mà giảm ở cái mức này thì lãi suất cho vay cũng sẽ giảm sau khi cái kỳ hạn đấy kết thúc và đáo hạn.
Dạ vâng, rõ ràng là có độ trễ và chúng ta tạm gọi đây là độ trễ giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Tuy nhiên thì như chị Huyền có chia sẻ là trong thời gian vừa qua, đúng không ạ, có rất nhiều ngân hàng, đặc biệt là khối Big Four cũng đã giảm lãi suất cho vay cho các doanh nghiệp. Và đặc biệt là trên thị trường thì chúng tôi cũng đã ghi nhận được rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã tiếp cận được với nguồn vốn vay với lãi suất thấp hơn. Và vì thế thì họ cũng đã có điều kiện để phục hồi sản xuất kinh doanh. 40% sản lượng sản xuất của doanh nghiệp này được dùng để xuất khẩu. Doanh nghiệp đang nỗ lực khai thác các đơn hàng xuất khẩu mới nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Doanh nghiệp tính toán, nếu được tiếp cận nguồn vốn giá rẻ để đầu tư vào hệ thống máy móc công nghệ cao, thì doanh thu xuất khẩu nửa cuối năm sẽ tăng hơn 20%. Với các doanh nghiệp mà người ta có cái nguồn tiền và cái lãi suất giảm đi, thì cái này nó hỗ trợ cho rất nhiều trong cái chi phí sản xuất. Chuyên sản xuất các loại ống và hộp thép, doanh nghiệp này gần đây đã làm thêm ống thép cứu hỏa. Dù là thị trường ngách, nhưng cũng đã giúp họ duy trì được tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn. Doanh nghiệp đang tính vay thêm vốn để mở nhà máy thứ tư. Sản xuất vẫn tăng trưởng, do đó mà nhà máy đang đầu tư nhà máy thứ tư với quy mô là 4 hectare để mở rộng sản xuất cho phục vụ cho thị trường xuất khẩu và dự án ống cứu hỏa. Đấy, thì là doanh nghiệp mà đầu tư dự án lớn quy mô hàng nghìn tỷ đồng thì nhất định sẽ phải có vay vốn. Thì hiện tại doanh nghiệp cũng có cơ chế đối với các ngân hàng được vay ưu đãi. Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã liên tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi với mức giảm từ 0,5 đến 3% một năm tùy đối tượng khách hàng. Ngoài giảm lãi cho các khoản vay mới, một số ngân hàng cũng tính toán để giảm thêm cho các khoản vay cũ. Tôi cũng giảm thêm cho các khách hàng hiện hữu và tùy theo từng đối tượng khách hàng và từng cái sản phẩm mà có thể mức giảm nó từ 0,5 cho đến 1 hoặc là thậm chí có những cái phân khúc hoặc là sản phẩm giảm lên đến 2 hoặc 3%. Cái mức lãi suất nó dễ chịu hơn thì tăng cái mức tiếp cận của khách hàng và như vậy thì người ta cũng thấy là dễ dàng khi mà tính toán các cái phương án kinh doanh. Lãi suất cho vay mới bây giờ so với đầu năm cũng đã giảm từ 2 đến 2,5%. Còn lại các khoản vay cũ thì những khoản vay cũ mà lãi suất cao thì chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh giảm trong đầu tháng 7. Và các khoản vay mà điều chỉnh thì chúng tôi cũng đã giảm lãi suất tham chiếu 0,3%. Ngân hàng Nhà nước cũng vừa điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại, năm nay khoảng 14%. Việc phân bổ sớm sẽ giúp các ngân hàng chủ động kế hoạch kinh doanh, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên hay các lĩnh vực sản xuất có tiềm năng. Và chúng ta cũng có thể thấy là ở lãi suất dù đã giảm nhưng dường như là ở trên thị trường đang tồn tại một điều khá là mâu thuẫn khi mà ở lãi suất giảm nhưng mà vốn cho vay ra thì vẫn chậm. Và theo ghi nhận thì đến cuối tháng 6 thì tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 4,7%, trong khi chúng ta so sánh với cùng kỳ của năm ngoái là 9,4%, là gấp đôi, đúng không ạ? Chị nhận định như thế nào về cái việc tín dụng tăng trưởng chậm trong thời gian vừa qua? Chúng ta nhìn sâu hơn thì tới ngày 20 tháng 6 tăng trưởng tín dụng mới là 3,13%. Nhưng mà chỉ trong 10 ngày cuối cùng của tháng 6 thì nó đã tăng từ 3,13 lên 4,73, tức là tăng 1,6 điểm phần trăm chỉ trong 10 ngày. Nó cũng tương đương với cái mức tăng của 1/3 của cả nửa đầu năm. Thì có thể thấy là khi mà cái mặt bằng lãi suất giảm xuống và đồng thời thì cái kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng, cái tăng trưởng sự hồi phục của kinh tế cũng tích cực hơn trong nửa sau của năm và sự đẩy mạnh của đầu tư công thì nó cũng sẽ là những cái yếu tố mà hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong nửa sau của năm. Và vì thế thì chúng tôi cũng kỳ vọng là tăng trưởng tín dụng thì cũng sẽ đạt được cái mục tiêu 14% mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì tôi cũng thấy có một cái số liệu khá là đáng lưu ý, đó là nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 4 vừa qua thì đang ở mức 3,4%, cao hơn so với mức 2,03% vào cuối năm ngoái. Và qua theo dõi hoạt động ngân hàng thì chị Huyền có lý giải gì về cái số liệu này? Có thể có một số những cái điểm như là cái sự tăng trưởng kinh tế chậm lại trong nửa đầu năm và cái nhu cầu yếu của các cái đối tác xuất khẩu lớn của Việt Nam như là Mỹ hay châu Âu hay Trung Quốc thì nó cũng khiến cho cái tỷ lệ nợ xấu có cái phần tăng lên. Và thêm vào đó thì một số những cái khó khăn như ở các cái thị trường với bất động sản hay là thị trường với trái phiếu doanh nghiệp thì nó cũng đã tạo ra cái tỷ lệ nợ xấu tăng, bên cạnh cái việc lãi suất ở thời điểm đầu năm thì nó cũng vẫn còn ở cái mức rất là cao. Vâng, còn về phía các tổ chức tín dụng thì sao? Họ sẽ cần phải làm gì để vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà vừa có thể là đảm bảo được cái tỷ lệ nợ xấu an toàn? Để có thể tăng trưởng tín dụng mà đảm bảo sự an toàn thì cái sự chuyển dịch về về vốn cho vay thì nó cũng sẽ cần phải dịch chuyển sang các cái doanh nghiệp để sản xuất hơn là như thời điểm vừa qua là tập trung quá nhiều vào một loại doanh nghiệp như là doanh nghiệp bất động sản. Nhưng mà đồng thời thì cái sự mà gỡ nút thắt
tháo bỏ những cái nút thắt cho doanh nghiệp bất động sản thì chúng tôi cũng đánh giá là sẽ cần phải có những cái động thái như vậy nữa. Nhưng mà cái sự lựa chọn về doanh nghiệp đối với bất động sản thì sẽ cần phải kỹ càng hơn, tập trung lựa chọn vào những cái doanh nghiệp mà có năng lực tài chính tốt hơn là thời điểm trước đây. Trong nửa sau của năm thì nếu như mà chúng ta có những cái sự tháo gỡ những cái nút thắt cho doanh nghiệp bất động sản mà có năng lực tài chính tốt thì nó cũng sẽ là một cái hỗ trợ cho cái việc tăng trưởng tín dụng một cách an toàn. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Huyền. Và rõ ràng là việc xử lý nợ xấu hiện tại thì cũng là vấn đề mà được rất nhiều ngân hàng chú trọng. Nhiều ngân hàng cũng chia sẻ rằng là họ phải thực hiện rất là nhiều giải pháp để thực hiện đa mục tiêu, vừa hỗ trợ doanh nghiệp có vốn, vừa cơ cấu lại thời hạn trả nợ và vừa phải phòng ngừa rủi ro phát sinh nợ xấu. Vâng, đúng là không thể phủ nhận được sự tiện lợi của việc thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng và những chiếc điện thoại thông minh như thế này nói chung. Nhưng mà đôi khi nếu chúng ta không thận trọng thì chính sự tiện lợi này và chính những chiếc điện thoại thông minh này lại mang đến cho chúng ta những rắc rối đó ạ. Vâng, đúng là như vậy chị Điều Anh. Và gần đây tôi được biết là có khá nhiều sử dụng smartphone bị hacker đã chiếm quyền điều khiển điện thoại của mình và rút hết tiền ở trong tài khoản. Các chuyên gia nhận định và có những cảnh báo như thế nào? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Một chiếc điện thoại Android như thế này, thoạt nhìn thì có vẻ như màn hình đang tắt, thiết bị không hoạt động. Nhưng trên thực tế thì các hacker đã có thể chiếm toàn quyền điều khiển thiết bị này. Và các hacker mới đây thậm chí đã chiếm quyền điều khiển ứng dụng ngân hàng số và chuyển ra khỏi tài khoản của nạn nhân gần 2 tỷ đồng. Nạn nhân đã làm theo hướng dẫn và đã tải một cái phần mềm từ cái website mà các cái đối tượng đã gửi cho. Và sau đó thì cấp quyền cho cái phần mềm giả mạo mà đã cài lên điện thoại của mình. Và sau khi mà được cấp quyền ấy, thì cái phần mềm này nó sẽ hoạt động ngầm ở trong điện thoại và nó theo dõi toàn bộ các cái hoạt động cũng như là lấy cắp được các cái thông tin về tài khoản, về mật khẩu cũng như là thậm chí là cả cái mã OTP ở trên cái điện thoại của nạn nhân. Và sau đó thì hacker có thể từ xa thực hiện là đưa ra các cái lệnh điều khiển để sử dụng chính cái điện thoại của nạn nhân, tiến hành các cái lệnh chuyển tiền với ngân hàng và chuyển đến các cái tài khoản mà hacker đã chuẩn bị sẵn và rút hết tiền trong tài khoản của khách hàng. Theo đánh giá của các chuyên gia, do thao tác chuyển tiền được thực hiện từ chính thiết bị của nạn nhân, những kẻ lừa đảo nắm bắt được mọi thói quen giao dịch và thực hiện việc chuyển rút tiền khá tương đồng với thói quen này, nên việc phát hiện bất thường khá khó khăn. Để hạn chế rủi ro, đại diện các ngân hàng cho biết, người dùng nên ưu tiên lựa chọn các phương thức xác thực sinh trắc học. Hệ thống của ngân hàng sẽ đọc dữ liệu trên cái chứng minh thư và so sánh cái khuôn mặt thật của khách hàng với khuôn mặt trên chứng minh thư và từ đó dùng những công cụ sinh trắc học để so những cái điểm trên khuôn mặt để xác thực hai người này là một. Chúng tôi đảm bảo cái rủi ro và phải quản trị được rủi ro của mình và chúng tôi chỉ chấp nhận cái ngưỡng rủi ro nào đó. Chuyên gia cũng khuyến cáo, để tự bảo vệ mình, người dùng chỉ nên tải các phần mềm từ các kho ứng dụng chính thức và không thực hiện theo các hướng dẫn của những đối tượng lạ mặt. Không biết là chị Điệp Anh có hay đi tham quan hay là du lịch một số tỉnh vùng núi không ạ? Vâng, tôi đã có cơ hội đến một số tỉnh ở miền Trung Du, miền núi Bắc Bộ. Và hình ảnh và ấn tượng của tôi thì đúng như là những gì chúng ta đang thấy ở đây là phong cảnh rất là đẹp. Nhưng mà cũng họ ở cũng khá là xa, có nhiều đồi núi và cuộc sống của người dân nơi đây ở một số tỉnh thì còn khá là khó khăn. Vâng, đó là hình ảnh của trước đây thôi. Còn nếu như bây giờ chị Điệp Anh có cơ hội quay trở lại một số tỉnh miền núi phía Bắc thì chị có thể thấy rằng là cuộc sống của bà con nơi đây đã có sự thay đổi rất nhiều. Và đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ từ ngân hàng chính sách xã hội thì nguồn vốn này đã tạo đòn bẩy cho đồng bào nơi đây và giúp cho họ có điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và góp phần thắng mục tiêu giảm nghèo. Ngay sau đây để có cái nhìn chân thực hơn thì mời quý vị sẽ cùng theo chân phóng viên Khánh Huyền để đến với tỉnh Sơn La. Đến Sơn La những ngày đầu hè, đâu đâu cũng thấy một màu xanh ngát. Trên các quả đồi là những vườn cây ăn trái đang chĩu quả. Chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Đình Ngoan ở bản Hương Sơn, xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu. Gia đình ông Ngoan có một vườn cây ăn quả rộng hơn 2 hecta với đủ loại cây trồng như nhãn, bưởi hay là chè, nhưng nhiều nhất là cây hồng giòn với khoảng gần 200 cây. Ông Ngoan trồng hồng giòn đã lâu nhưng lại thiếu vốn để mua phân bón và mở rộng quy mô. Cách đây 2 năm, ông đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay ưu đãi 50 triệu đồng. Cái nguồn vốn này đối với bản thân tôi thì nó quá tuyệt vời luôn đấy, bởi vì mình đang không có vốn để sử dụng vào cái cây sản phẩm.
Từ việc được bón phân đầy đủ mà vườn hồng giòn của ông năm nào cũng sai chĩu quả. Giá nó vào tầm cỡ khoảng độ 30.000 đến 40.000 đồng một cân. Thế tiêu thụ có thuận lợi không chú? Mình có hàng là khách hàng người ta tự nhiên là người ta đến, là người ta hỏi mua. Kể cả là mình bảo có khi là thậm chí con là mình bảo ôi nó chưa đạt tiêu chuẩn đâu. Con là để ý nữa đi, nhưng mà họ cái yêu cầu họ thích quá nên họ cứ bảo ôi cũng được, cứ chảy bán đi. Cái sản lượng ngày năm ngoái là được 6 tấn. Đấy. Với giá trung bình là 30.000 thì chắc cũng khoảng trên dưới 200 triệu đúng không ạ? Vâng. Số vay 50 triệu của ngân hàng cũng không phải là quá đáng lo đúng không? Không, đối với tôi bây giờ cái số vốn đấy mà vay của ngân hàng 50 triệu đấy thì đối với tôi bây giờ nó chỉ là bình thường. Những vườn cây sai chĩu quả. Chỉ gần một tháng nữa thôi thì những trái hồng như thế này sẽ bắt đầu cho thu hoạch, mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho gia đình nhà ông Ngoan. Ở tại xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhờ có đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mà những vườn cây ăn quả như thế này xuất hiện ngày càng nhiều, là điểm tựa về tài chính cho bà con nông dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Rất nhiều mô hình đã giúp các gia đình đã vươn lên thoát nghèo, và cái thu nhập của mỗi hộ gia đình là bình quân khoảng tầm 2 đến 300 triệu là rất nhiều điển hình ở trên địa bàn xã Trường Sơn ạ. Từ năm 2022 thì chúng tôi riêng đối với cái giải quyết việc làm theo nghị quyết số 11 phát triển kinh tế sau dịch thì đã giải ngân 120 tỷ với số lượng khoảng tầm hơn 2.500 khách hàng được vay vốn. Thì trong 6 tháng đầu năm 2023, chúng tôi đã giải ngân khoảng 110 tỷ cho 1.700 khách hàng. Thì con số này cũng đã gần bằng cái số của năm ngoái. Thì chứng tỏ rằng là từ đầu năm đến giờ, cái lượng vốn vào trong bà con nhân dân cung cấp cho thị trường lao động ở tại địa phương cũng rất là lớn. Và bà con thì cũng đã được thụ hưởng chính sách của nhà nước. Chính vì thế tạo nên một không khí sôi nổi, phấn khởi, thi đua giữa các mô hình. Ông Ngoan vừa xây một ngôi nhà mới khang trang bên cạnh ngôi nhà cũ trước kia. Hàng nghìn hộ dân khác trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đang có thu nhập ổn định như nhà ông nhờ điểm tựa tài chính từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đó là câu chuyện chúng tôi ghi nhận tại tỉnh Sơn La. Còn quý vị nếu có bất kỳ xu hướng mới hay là câu chuyện kinh tế tài chính nào trên khắp cả nước muốn chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline của VTV Money 0862 24 24 24. Hoặc là liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email dongchaytaichinh@vtv.vn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. VPBank, vì một Việt Nam thịnh vượng.